Nha, chào cả anh em. Hôm nay tiếp tục mình lên xưởng nha. Quay cho anh em một tấm bàn tròn siêu phẩm nha. Gõ đỏ ly dê. Đó anh em nhìn chưa? Em đang đi vào chi tiết nha, mặt tiền của nó nha. Đó. Một tấm bàn gõ đỏ ly dê. Hàng này em mới phun đủ nót nha, chưa có bo bóng gì đâu. Rất là đẹp. Đó. Anh em cứ nhìn nha. Đó. Có đỏ ni dê là anh em cứ nhìn này, cái chỉ rất là nhỏ nhá, chỉ rất là nhỏ với nó có cái phấn phấn trắng này, anh em cứ phân biệt cái đoạn phấn trắng này, phấn trắng là tới chỉ, phấn trắng là tới chỉ đó đó anh em nhìn nha. Tấm bàn này hiện em đang có sẵn nhá, anh em nào chơi được thì liên hệ cho em. Kích thước là 1m2 dày 15 phân nhá, hàng bao đẹp hai mặt cho anh em. Bên em làm hàng ni dê này toàn bộ là lấy tinh nõi hết nhá, đảm bảo cho anh em chơi không bao giờ bị dính rác, cam kết cho anh em 100% hàng tinh nõi, hàng tinh nõi không bị lỗi đứt nẻ gì nhá. Tấm này thì rất là đẹp đó, nhìn từ trên cao nhá, mọi người nhìn từ trên cao nhá, quá đẳng cấp luôn đó. Nhìn về góc nghiêng của nó, nhìn độ vân của nó rất là phiêu nhá, chỉ gỗ rất là nhỏ đó. Thằng ni dê này thì anh em không thể là nhận nhầm được cái loại chất gỗ khác nhé, tại vì hàng ni dê chỉ nhỏ, độ có phấn màu trắng nữa nhé, nó như kiểu tựa như thằng ba chi ấy. Đó anh em nhìn từ trên cao này rất là đẳng cấp, 1m2 dày 15, hàng tinh nõi đẹp hai mặt. Cam kết với anh em nào chơi thì em ship tận nhà, đảm bảo cho anh em. Bên em bán hàng cao cấp là hàng cao cấp nha. Đó, nhìn cái trên cao rất đẹp nha. 1m2, dày 15. Rồi anh em nào chơi được tấm này thì liên hệ cho em nha. Số điện thoại em để trên màn hình. Anh em nào chơi được thì em giao trong vòng 1 tuần nhé, hàng có sẵn. Rồi em xin chào tất cả mọi người nhé. Quá đẹp cho một siêu phẩm nhé. Anh em linh linh về chơi Tết nhé, xin chào tất cả mọi người nhé.